Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chính phủ đồng ý đưa sân bay Thành Sơn vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030. 6 tháng đầu năm 2023, Ninh Thuận tăng trưởng GRDP đạt 7,95%. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng. Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030 theo mô hình trục nang với hai đầu mối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành 30 cảng hàng không, trong đó có sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước có 14 cảng hàng không quốc tế gồm Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc. 16 cảng hàng không quốc nội gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Biên Hòa, Thành Sơn. Trong đó, sân bay Thành Sơn và sân bay Biên Hòa được quy hoạch thành cảng hàng không để khai thác lưỡng dụng. Theo quy hoạch, sân bay Thành Sơn có diện tích khoảng 2.200 ha, tổng vốn đầu tư 5.322 tỷ đồng với công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Định hướng giai đoạn 2030-2050, sân bay được nâng công suất 3 triệu hành khách mỗi năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có bước tăng trưởng khá. GRDP 6 tháng năm 2023 đạt 7,95%, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh thành cả nước và xếp thứ nhất vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 từ 10 đến 11%, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ gắn với đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tập trung vào các ngành động lực và còn dư địa tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp số. Cơ cấu lại ngành công nghiệp, tập trung ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, nhằm tạo bứt phá và tạo động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng thế mạnh, tận dụng cơ hội dư địa tăng trưởng, các ngành dịch vụ, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là các ngành du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, logistics, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số hành chính của tỉnh, tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 100%, chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận đã có bước phát triển khá toàn diện, luôn là bệ đỡ của nền kinh tế. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới, tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi để từng bước trở thành ngành sản xuất chính, từng bước hình thành các vùng nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến xuất khẩu và phát triển du lịch, tiếp tục xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống có chất lượng cao của cả nước, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm ngành nông lâm thủy sản tăng bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm. Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã thu hút đầu tư 31 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, gồm 18 dự án trồng trọt, 3 dự án chăn nuôi, 8 dự án thủy sản, 2 dự án chế biến nông sản. Ngoài ra, tỉnh hiện có diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 260 ha, mục tiêu đến năm 2025 sẽ nâng lên 1.000 ha. Để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian tới Ninh Thuận sẽ đẩy mạnh hợp tác liên kết để nghiên cứu, lựa chọn các quy trình công nghệ sản xuất, các loại giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất chất lượng, phù hợp với tiềm năng lợi thế và tình hình sản xuất của tỉnh, tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên sử dụng các nguồn lực để thực hiện nhanh chuyển đổi số, từng bước đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, từ đầu vụ vải đến nay đã có gần 11.200 tấn quả vải được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, đạt giá trị 6,35 triệu đô la. Hiện trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 50 xe chở vải thiều xuất khẩu. Việc thông quan diễn ra nhanh chóng, thuận tiện,
Các lực lượng quản lý cửa khẩu bố trí cán bộ có mặt tại vị trí làm việc trước giờ mở cửa khẩu 30 phút để tiếp nhận giải quyết thủ tục, giúp hoạt động xuất khẩu quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành nhanh chóng. Việc phân luồng điều tiết ưu tiên phương tiện chở quả vải diễn ra trong buổi sáng, tránh hư hỏng. Dự kiến vụ vải thiều năm nay sẽ có trên 30.000 tấn quả được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Thưa quý vị và các bạn, lễ đóng bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lễ hội Nho Văn Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu nét độc đáo về văn hóa, ẩm thực, du lịch của Ninh Thuận đến với du khách gần xa. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát giá cả đối với các ngành hàng dịch vụ ăn uống đang được các ngành chức năng tăng cường thực hiện nhằm tạo ấn tượng đẹp đối với du khách khi đến Ninh Thuận. Cơm gà là món ăn nức tiếng của Ninh Thuận được nhiều du khách biết đến. Chuyên kinh doanh cơm gà và các món ăn từ gà, quán cơm gà Chú Ngộ ở khu K1, thành phố Phan Rang Tháp Chàm lựa chọn gà ta thả vườn để chế biến món ăn phục vụ thực khách. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở xây dựng bếp ăn đạt chuẩn về an toàn thực phẩm, nền, tường nhà sạch sẽ. Các dụng cụ chế biến được làm bằng inox không rỉ. Khu vực sơ chế cách biệt với khu nấu nướng, quán có niêm yết giá công khai theo quy định. Những cái dụng cụ làm bếp để phục vụ món ăn cho khách hàng lúc nào cũng phải sạch, đạt tiêu chuẩn, mình mới chế biến. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị 07 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống và kế hoạch số 2274 về đảm bảo an toàn thực phẩm lồng ghép với tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó yêu cầu 100% cơ sở nhà hàng quán ăn trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và niêm yết giá bán đúng giá niêm yết. Tất cả là đều được sát trùng sát khuẩn hết. Nhất là vào cái mùa dịch bệnh như thế này là đùa muống mọi thứ là đều được sát trùng sát khuẩn. Nên khách hàng tới đây ăn thì rất là yên tâm. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, trong đó chú trọng tới các cái quán mà phục vụ cho khách du lịch. Chủ yếu là chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết giá đầy đủ, tránh tình trạng tăng giá trong dịp diễn ra lễ hội trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Việc chấp hành các quy định của nhà nước về thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh phẩm và kinh doanh dịch vụ uống thì thông qua cái hoạt động thanh tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về tránh về thực phẩm. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chặt chém. Qua đó, để lại ấn tượng tốt đẹp về một Ninh Thuận an toàn, thân thiện, mến khách của du khách gần xa. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân, ngày 23 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023. Sau hơn 2 tháng phát động với phương châm huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển dữ liệu số, số hóa quy trình, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số. Phong trào thi đua chuyển đổi số đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023. Bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, số lượng người dân đến làm thủ tục trực tiếp đã giảm nhiều so với trước đây. Nguyên nhân là phần lớn hồ sơ thủ tục của người dân doanh nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân phường tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, 100% văn bản đến đều được Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Bình xử lý trên phần mềm e-office, tele-office. 100% văn bản đi cũng đã được ký số. Tập trung cho sự tiện lợi của người dân để tiếp cận tất cả các thủ tục hành chính mà người dân hiện nay chưa tiếp cận được. Thì với cái mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục hành chính và dễ hiểu, ngắn gọn. Thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số, đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc số hóa liên thông toàn ngành bằng hệ thống chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận tại địa chỉ qlgd.ninhthuan.edu.vn, đồng thời triển khai hiệu quả các phần mềm
kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý tuyển sinh, quản lý thiết bị dạy học. 100% trường học đã thực hiện học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, thu học phí không dùng tiền mặt. Ngành cũng sẽ tiếp tục triển khai các cái phần mềm trong cái quản lý, quản trị nhà trường cũng như là trong cái công tác dạy và học, tăng cường các cái công tác về hiệu quả của cái dịch vụ công trực tuyến. Triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 79.612 hồ sơ trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06, đạt 71,68%. Lực lượng công an tỉnh đang tập trung triển khai cao điểm thu nhận cấp tài khoản định danh điện tử, phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 hoàn thành cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 cho 100% công dân đủ điều kiện. Công an tỉnh cũng là tăng cường công tác để cấp căn cước công dân, cấp định danh điện tử và để huy động đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức là xuống đến từng hộ dân, kích hoạt định danh điện tử cho công dân. Hưởng ứng phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023, đến nay 100% cơ quan đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, phấn đấu 100% văn bản điện tử gửi nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được ký số. 100% dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên nhiều nền tảng truy cập khác nhau. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 75%. Huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển chuyển đổi số, số hóa quy trình thì mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số trong năm 2023. Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương và doanh nghiệp trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023. Sự vào cuộc tích cực của các ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ thúc đẩy phong trào thi đua chuyển đổi số của tỉnh Ninh Thuận ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Và thông qua môi trường số sẽ góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của người dân. Giảm văn bản hành chính trong mỗi cuộc họp, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, rút ngắn thời gian chuẩn bị, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành. Đây là những tiện ích của mô hình phòng họp không giấy được các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông triển khai. Với đặc thù là xã vùng xa, vùng biên giới, việc khai thác tiện ích Zalo nhóm thời gian qua đã hỗ trợ cán bộ công chức viên chức của xã Đắk Quy chuyển tải thông tin văn bản các cuộc họp, kỳ họp nhanh chóng, giảm thời gian cho công tác tổ chức. Đặc biệt, mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, địa phương tiết kiệm gần 10 triệu đồng chi phí văn phòng phẩm, in ấn tài liệu. Về cơ sở vật chất, đối với lại máy tính bảng cũng như là máy tính thì chúng tôi chưa trang bị được cho đại biểu. Do đó là bước đầu thì chúng tôi thực hiện trên Zalo, tuy nhiên cũng cái hiệu quả mang lại rất là nhiều. Thứ nhất là về trong quá trình chúng ta thực hiện in ấn văn bản cũng như là chuyển tải các cái văn bản đến cho đại biểu trước kỳ họp 5 ngày theo luật thì chúng ta đã thực hiện rất là tốt và các đại biểu cũng đã khai thác tất cả các cái tài liệu để có thể liên quan tới kỳ họp và có ý kiến cho phù hợp. Tại thành phố Gia Nghĩa, sau một năm thí điểm mô hình phòng họp không giấy, hai đơn vị là Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân và phường Quảng Thành đã thực hiện gần 30 cuộc họp theo mô hình phòng họp không giấy. Cụ thể, tại từng cuộc họp, ban tổ chức niêm yết công khai mã QR và mật khẩu Wi-Fi. Đại biểu tham dự thực hiện quét mã QR để truy cập và tải các văn bản liên quan. Các thao tác tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời lưu trữ thông tin thuận lợi hơn. Hiện tại, sau thời gian triển khai, các đơn vị cũng quen dần với hình thức tổ chức cuộc họp kiểu mới này. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 50 cơ quan đơn vị áp dụng chuyển đổi từ phòng họp truyền thống sang phòng họp không giấy, mang lại hiệu quả kép khi vừa góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, vừa hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, đảm bảo đến cuối năm 2023, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của chính quyền từ trung ương đến địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng. Cụ thể, cần tập trung phòng chống dịch bệnh ở các khu vực có số ca mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Các địa phương cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, củng cố đội ngũ chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết.
Bộ Y tế dự kiến trong tháng 7 sẽ có thuốc Phenobarbital nhập khẩu điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện nay có 13 thuốc chứa immunoglobulin miễn dịch được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Đây là hai loại thuốc chuyên điều trị bệnh tay chân miệng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 80 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó một trường hợp ở thị xã Buôn Hồ tử vong. Trước tình hình bệnh tay chân miệng có thể tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngành y tế đề nghị các trạm y tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát phát hiện để xử lý sớm ổ dịch cũng như kịp thời điều trị bệnh nhân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh về tận các thôn, buôn, tuyên truyền về các biện pháp cách ly, khử khuẩn, tránh lây lan, hướng dẫn chăm sóc điều trị tại nhà và thường xuyên theo dõi nhằm kịp thời phát hiện biến chứng nguy hiểm. Phần cuối bản tin hôm nay là những tin tức về an ninh trật tự. Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 2001, trú thôn Phước Nhân 3, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi nhận được tin báo của nhân dân về kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm cắp nhiều tài sản, ước tính khoảng 130 triệu đồng, Công an huyện Ninh Hải đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đến chiều ngày 6 tháng 6 năm 2023, đã bắt được Nguyễn Hoàng Vũ. Nguyễn Hoàng Vũ khai nhận rạng sáng ngày 2 tháng 6, Vũ đã đột nhập vào một nhà dân ở thôn Phước Nhân, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, lấy trộm 4 triệu đồng, một điện thoại di động và nhiều trang sức đắt tiền. Tiến hành khám xét nơi ở trọ của Vũ tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Công an huyện Ninh Hải thu giữ được 27 triệu đồng, 3 dây chuyền, 5 nhẫn vàng. Vũ khai nhận số tiền và vàng trên là do Vũ trộm cắp. Ngoài ra, Vũ còn bán 2 còng bằng vàng với giá 20 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc trên Internet. Hiện Công an huyện Ninh Hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ và trao trả tài sản cho người bị hại. Sau khi nhận được thông tin từ Công an huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk về việc một đối tượng vừa cướp giật túi sách của một người phụ nữ và chạy trốn về hướng Lâm Đồng, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã đón lõng và bắt được đối tượng nam thanh niên này. Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã khẩn trương tổ chức lực lượng tuần tra, theo dõi đối tượng nghi vấn dọc các tuyến đường qua địa bàn huyện Đam Rông. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện đối tượng nghi vấn đi đến khu vực ngã ba Bằng Lăng, lực lượng Công an huyện Đam Rông đã bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, xác định đối tượng là Đặng Minh Vũ, 40 tuổi, trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trên người và xe của đối tượng, lực lượng Công an cũng đã thu giữ lại được toàn bộ các tài sản mà đối tượng cướp giật được của người bị hại tại huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, gồm túi sách có 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.